kính chào quý vị và các bạn. Giá rét đã kéo dài suốt 13 ngày tại miền Bắc, trong khi Tết Dương lịch 2014 thì đang đến gần. Và nếu còn e ngại thời tiết trong chuyến đi chơi đầu năm, thì hãy cùng đón xem những dự báo cho 3 ngày tới sẽ có trong bản tin cuối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cuối tháng 12 rồi mà những sóng lạnh vẫn liên tiếp được bổ sung. Thêm vào đó là trường gió Tây khô trên cao vẫn còn được duy trì. Chính vì vậy nên trong 2 ngày sắp tới, thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ nói chung và tại thủ đô Hà Nội nói riêng chưa có gì biến đổi. Trời tiếp tục là ít mây và ngày có nắng sớm nhưng mà khô hanh với độ ẩm chỉ vào khoảng trên dưới 50%. Tình trạng rét đậm rét hại vẫn xảy ra nhưng mà chủ yếu là tại các tỉnh ở tại khu vực miền núi phía Bắc. Còn ở tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì trời chỉ còn rét đậm về đêm và sáng với nền nhiệt độ ở vào khoảng dưới 10 độ C. Đợt rét đậm này còn kéo dài trong 2 ngày tới tại vùng núi, nên khi lưu thông thì quý vị và các bạn cần trang bị áo ấm, khẩu trang găng tay để đảm bảo sức khỏe. Vùng núi cao thì vẫn tiếp tục cần đề phòng với hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho cây trồng và hoa màu. Từ ngày 31 tháng 12, không khí lạnh sẽ suy yếu dần và sẽ di chuyển ra phía đông. Trời sẽ chuyển nhiều mây hơn một chút vào đêm và sáng. Tuy nhiên là trưa và chiều thì trời vẫn có nắng và độ ẩm không bắt đầu tăng, xua bớt cảm giác khô hanh, nên nhiệt độ thì cũng tăng dần lên mức là từ 19 đến 21 độ, đem tới cảm giác ấm áp rõ rệt cho người dân sau những ngày phải quen với giá rét. Và như vậy là nhiều khả năng vào những ngày đầu năm mới 2014 dương lịch, đợt rét đậm rét hại sẽ chấm dứt hẳn. Và trong ánh nắng ấm áp đầu năm mới thì các em nhỏ có thể thỏa thích vui đùa, những vườn hoa sẽ thêm rực rỡ và các bạn trẻ thì cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Còn ở tại miền Trung, trong đêm nay kéo dài sang 2 ngày sắp tới thì không khí lạnh vẫn còn dồn xuống khu vực phía Nam, vẫn gây ra mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh ở tại khu vực từ Quảng Trị kéo dài đến Quảng Ngãi, làm nền nhiệt độ vào lúc trưa và chiều ở khu vực này vẫn ở mức thấp là từ 18 đến 20 độ. Ở phần phía Bắc Trung Bộ thì tuy không mưa nhưng mà do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên là tình trạng rét đậm, rét hại thì vẫn còn duy trì ở khu vực này trong 1 đến 2 ngày nữa với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến là ở dưới ngưỡng 15 độ C. Chỉ có ở tại khu vực Nam Trung Bộ thì nằm xa nhất ở phía Nam của giải đất liền miền Trung, không khí lạnh chỉ tác động yếu đến đây nên vào đêm và sáng thì trời se lạnh với nhiệt độ ở vào khoảng từ 19 cho đến 21 độ. Còn ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ ở mức vừa phải, từ 26 cho đến ngưỡng 28 độ. Các bãi biển dọc theo giải đất phương Nam này sẽ là điểm đến thú vị cho dịp Tết Dương lịch sắp tới. Tuy nhiên là du khách và cả bà con ngư dân thì không nên ra khơi xa vì là gió mạnh cấp 6 vẫn còn duy trì. Các tỉnh ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày sắp tới thì ở tại đây đới gió đông bắc khô bao trùm, thời tiết chưa có gì biến đổi nhiều, vẫn là trạng thái nắng ráo quen thuộc của mùa khô. Tuy nhiên do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam nên nền nhiệt độ ở tại khu vực Tây Nguyên vào đêm và sáng giảm khá thấp so với trung bình hàng năm, nhiều nơi ở dưới ngưỡng là 14 độ C, còn ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì nền nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 22 độ. Ở trên biển trong 2 ngày sắp tới, trời vẫn phổ biến là nắng ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, nhưng mà do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên khu vực Bắc và ở tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ ngày 31 thì gió sẽ suy yếu dần. Còn ở tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, trong 3 ngày sắp tới vẫn duy trì là đới gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, đồng thời có mưa rào và dông mạnh. Và trong cơn dông thì vẫn cần đề phòng lốc xoáy rất nguy hiểm cho những hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là rét đậm rét hại diện rộng tại các tỉnh miền Bắc sẽ chỉ kéo dài đến ngày mai và người dân khu vực sẽ được nghỉ Tết Dương lịch trong tiết trời nắng ráo và ấm áp trở lại. Và tới đây bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.